Anh kỹ 3 lần. 3 lần thiệt luôn hả? Tuồng lần tắm 3 giây. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, hai bạn hãy giới thiệu về mình, mời bạn nữ. Em là Nguyễn Nguyệt Điền Hồng, năm nay em 27 tuổi, là nhân viên ngân hàng. Giải quyết những thắc mắc hoặc là những cái cuộc gọi của hàng gọi lên trung tâm á. Quê quán em ở Long An. Mời bạn trai. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn Hồng. Em tên là Trương Điền, 31 tuổi. Công việc là giao tiếp, chăm sóc khách hàng ở khách sạn Quận Nhất. Trương Điền, bên đây Điền Hồng. Ủa sao Điền, Điền vô, Điền vô giống nhau vậy ta? Trời ơi, này là có duyên rồi đó. Bạn nữ, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em một mối tình chính thức anh. Còn trong thời gian mà đợi chương trình lâu quá nên em cũng có tìm hiểu hai mối. Hai mối sao không gặp mối này? Nhưng mà tại vì cũng không hợp mà. Chị hy vọng là ngày hôm nay em sẽ tìm được cái người phù hợp ha. Còn chàng trai bên đây? Dạ em thì có 3 mối tình nhưng mà nếu mà chính thức thì chỉ có một. Một mấy năm trời? Dạ thì cũng được hơn 1 năm. Lý do sao chia tay? Dạ tại vì thấy không hợp nhau nữa cho nên là tụi em quyết định là giữ khoảng cách ở mức độ là tình bạn. Rồi bạn nữ, mình ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ vui vẻ, hòa đồng, hay cười, dễ giận, mau quên, với lại mù đường. Mù đường, trời đáng chịu quá vậy. Dạ, lúc lạc đường. Bên kia có muốn đăng ký làm tài xế cho bên này không? Em có một cái cuốn sổ tay những địa điểm ăn vặt và những địa danh mà muốn đến cùng với người yêu. Thì em sẵn sàng cùng nhau thực hiện cái khách sạn tiếp. Rồi ha. Hấp dẫn dạ. Ha. Bên coi kia có những cái khuyết điểm, ưu điểm còn bạn thế nào? Dạ, em biết nhường nhịn, lễ phép với người lớn, khéo léo, có năng khiếu. Năng khiếu gì? Nấu ăn. Ủa dạ. em có biết nấu ăn không? Tạm thôi chị ơi. Tạm thôi, để anh đó, anh đầu tài. Lâu lâu mình phải chơi ngược thì mới được chứ. Dạ thì em thích những sự gọn gàng, sạch sẽ, chỉnh chu. Nhưng mà cái đôi khi cái sự cầu toàn đó thì gây một chút khó chịu cho đối phương. Kiểu như đi làm về mà thấy nhà bề bộn cái là bắt đầu quạo quọ không vui á, phải không? Dạ thì có quạo quọ chút chút. Nhưng mà em muốn sạch thì em phải phụ vợ làm chứ, đúng không? Em có làm việc nhà không? Dạ có. Chứ da phụ nữ người ta đâu làm nổi. Đây tính gọn gàng lắm. Gọn với sợ nhìn là biết liền à. Phải không? Vậy ngày tắm mấy lần? Ngày tắm mấy lần thiệt rồi? Ngày tắm 3 lần. 3 lần thiệt luôn hả? Nhưng mà tắm nhanh chứ không có phải ngâm ở trong nhà tắm luôn. Lần tắm 3 giây. Còn bạn nữ, mẫu người lý tưởng bạn đặt ra là như thế nào? Cao 1m7 trở lên, da sáng, nụ cười tươi. Tươi là sao? Giống như Thịnh vậy. Bên kia giống mình Nu Phước Thịnh không? Cái này có nu. Nu gì? Xà nu. Rồi bạn trai có đặt ra cái chuẩn mẫu người bạn gái là như thế nào không? Theo em hình dung là tóc dài, mặc áo dài, và răng dài. Dạ, vừa người, cư xử lễ phép với người lớn và yêu trẻ con. Phía nhà gái mình còn có yêu cầu gì nữa không để chị qua chị xem? Coi giùm em coi có mặt mụn nhiều không chị? Hả? Ủa nếu mụn nhiều thì sao? Em không mặt biết lắm. Hồi xưa đến giờ em chỉ tìm hiểu với mấy anh là da sáng sủa, ít mụn thôi. Đừng có hói. Vậy đúng hả? Vậy sao hồi nãy tôi kêu là cái chuẩn thì không chịu nói rồi bây giờ... Giờ mới nhớ. Lòi ra tùm lum vậy. Mụn đi nặng mụn chứ cái gì đâu trời. Trời ơi, này nặng mụn mỏi tay luôn mà. Cao nhiêu? Dạ xém 1m7. Xém là 1m69. Nhưng mà chiều cao đâu có nói lên được tất cả mà chị. Có dày độ mà chị. Thôi ông độ cái gì, không thích cái điều gì ở người bạn gái? Em không có thích là sự lười biếng. Tức là em thích phải năng nổ, năng động chứ đừng có thụ động. Không quan trọng là bên nam hay bên nữ đều chủ động. Có thể là cọc đi tìm châu cũng được. Dạ, tại dạ, nhiều dạ. Bạn gái người ta quan điểm thích mày không dám nói ra sợ người ta đánh giá. Em suy nghĩ thoáng, tại vì thời buổi này là thời buổi hiện đại rồi. Rồi vậy cũng được. Nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Dạ năm sau hợp tuổi. Ủa coi tuổi luôn hả? Ủa em tuổi gì? Tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ cũng tuổi chấm tỵ được không? Tỵ dậu. Dạ được rồi ha. Lát mở màn lên nhìn thôi ha. Nhưng mà bây giờ lấy vợ về mà không ở đâu? Không hói. Vậy thôi. Dạ, ở chung nhà với má. Mấy anh chị của em thì ở riêng. Vậy là ở chung với má có một mình phải làm dâu rồi. Dâu có sao đâu. Chào bạn gái dễ thương. Làm dâu được không? Dạ được. Có gì thì chồng phải giúp đỡ. Đúng rồi. Nếu mà ở riêng á, những lúc chồng đi làm thì ở nhà mình có mình à. Còn làm dâu thì về nhà có trò chuyện với mẹ chồng. Hoặc là có cháu thì mẹ giữ. Trời ơi. Chưa cho tính xuống.
Cũng được, nó chứ có cháu thì rất là vui. Mẹ chồng mình cũng mốt là mẹ mình thôi. Đúng rồi. Được á. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với em gái của em. Trời, cho chị gặp em gái. Chào em. Dạ em chào chị Cát Tường ạ. Về cá nhân em thì em thấy anh ngoại hình cũng ok, nhưng mà không có giống Lưu Phước Thịnh nha hai. Cách nói chuyện thì cũng chân thành. Em nghĩ hai người cũng nên cho nhau một cơ hội, vì em thấy cũng có nhiều điểm tương đồng giữa cả hai. Cảm ơn em. Rồi hôm nay Điền đi với ai Điền? Dạ đi với má em. À dạ chào cô. Em chào bác đi. Dạ xin chào bác. Chào dạ. Con dạ. Theo dạ. Như mà tánh của con thì rất là hợp với lại bác. Bác rất là hiền. Dạ. Đâu con đừng lo ha. Điền thì đó kỹ tính này kia gì thôi, chứ còn dễ dãi lắm con. Dạ. Vậy là bác hứa mình mốt là giữ cháu nội nha bác. Có mình bác à, chứ con khỏi có làm dâu gì hết. Con đừng lo. Dạ. Bác chịu không? Bác chịu không? Chịu. Chịu. Rồi cảm ơn cô nhiều. Vậy là mẹ chịu quá đó Điền. Quá dễ thương luôn. Ha, kéo màn lên. Anh rất vui hôm nay được gặp em. Hy vọng cái món quà này khi mà em nhìn thấy nó thì sẽ nhớ đến ngày gặp gỡ với chúng ta hôm nay. Dạ, và nhớ đến anh. Dạ cảm ơn anh. Rồi đó, tỏ tình, tỏ tình. Bài hát gì đó, hát đi. Nhiều lần ngập ngừng muốn tôi muốn ngồi tình yêu đương sao không thành câu. Nàng đẹp tưởng ngàn uống ánh sao, dịu dàng mong manh em sẽ như cành hoa đào. Thôi rồi, khỏi hát. Ủa mà sao gì mà đỏ mặt đỏ mai vậy? Hát thì nó rung quá trời, giống như đã bài vậy đó. Như có đánh má hồng vậy. Rung quá rồi. Gặp cái đỏ mặt hết trơn rồi. Hát rồi hàng ngày hát. Tiếp xúc bao nhiêu khách hàng, bao nhiêu cô gái luôn mà lên đây rung dữ vậy đó hả? Có rung động. Điện thấy má chưa? Chịu mà thấy rung động. Dạ. Hả? Trời, cô kia dễ thương quá trời. Ráng nha. Dạ. Em có nhiều câu hỏi lắm mà tự nhiên. Hỏi đi. Không nha. Trời đất ơi. Ờ sao đó. Qua đón em làm đâu, tối đón, sáng đón, chiều đón gì đó. Hồi nãy anh có nói là anh có một cái cuốn sổ những cái địa điểm ăn vặt và những cái địa danh mà anh muốn đi cùng với người yêu của mình, thì em có muốn thực hiện nó cùng với anh hay không? Em rất là thích đi du lịch, thích người ta chụp hình. Sở thích hai đứa giống nhau. Có cuốn sổ ghi cái điểm ăn vặt, hỏi em có thích hay không? Dạ có thích ăn vặt. Anh có thuộc tiếp người lãng mạn không anh? Anh sinh vào tháng 9 là mùa thu. Anh cũng lãng mạn nhưng mà cũng thực tế, chứ không phải là cái tiếp người mà sến xuống. Dạ, em cũng sinh tháng 9. Em sinh tháng 9 nhưng em thuộc tiếp người lãng mạn. Mấy dịp lễ gì á, em thích bạn trai mình phải có quà. Không thích hoa tại vì hoa nó hư hết à. Tốn tiền mua xong tốn tiền. Mua chẳng hạn mua giỏ hay mua đầm áo thì được. Trai thấy sao? Dạ, những cái đó thì cũng không phải là vấn đề lớn. Dạ. Em cũng hay thích mua quà về tặng cho người yêu và là bạn bè. Một tuần anh có thể hẹn hò mấy lần? 6 ngày. Về cái thời gian thì mình có thể thỏa thuận và sắp xếp được. Bây giờ hỏi nè em, ví dụ lấy nhau mình, em thích trai hay gái mấy đứa? Em thích trai gái luôn. Rồi giống anh, là tại vì anh nghĩ chờ cho cái sao thì mình nhận cái đó. Tiền bạc ai giữ? Tiền bạc ai giữ không thành vấn đề, miễn là người nào quản lý tốt hơn thì người đó giữ không sao. Dạ. Anh kỹ tính, anh nói anh kỹ tính gì trong tiền bạc ăn như thế nào? Đi ăn anh có chia ra không? Đủ đi ăn, mỗi biết anh được hai trăm tiền thì tôi biết. Thì nếu mà thực sự là bạn đời với nhau thì cái chuyện tiền bạc thì mình hai đứa có thể nói chung là chia gì? Dạ, không phải. Ý là rồi. có một cái quản lý tiền bạc hợp lý nhất để mới quen nè. Dạ rủ người ta đi ăn kìa đó. Sổ tay địa điểm ăn vặt mà đi ăn là ai trả tiền? Dạ em không có quan trọng trong cái vấn đề đó. Em phải nói chứ người ta hỏi mà. Anh nghĩ là em cũng hiểu ý anh, đó là anh không muốn tiền bạc làm ảnh hưởng. Em hiểu rồi. Đâu có mượn tiền gì đâu mà vì tiền bạc ảnh hưởng này, tao đang nói đi chơi đi ăn du lịch. Nãy giờ chưa trả lời cụ thể, bực mình quá. Anh trả lời rồi là em trả. Em mời thì em trả. Mời vậy em mời em trả. Không, nếu mà em cảm thấy ái nái thì anh giả bộ cho em trả. Làm gì đâu ái nái, tôi không bao giờ ái nái gì đâu. Ái nái gì đâu. Không có gì ái nái hết trơn trời. Chứ chưa giờ mà nó còn không phân minh được. Anh lo hết. Dạ thì tất nhiên rồi, nếu mà vợ chồng thì lo hết. Thì em yên tâm thì anh lo hết. Được không? Dạ được, em cứ việc ăn, thế giới đền lo. Nó nói cho nó dứt điểm vậy đi. Em cứ thoải mái ăn.
Miêu để anh tính. Em nghĩ là ban đầu hẹn hò thì bạn nam nên trả. Thì nhưng mà đến một lúc tình cảm của mình nó đủ lớn rồi thì nói chung là tiền bạc á không thành vấn đề. Với lại nhiều lúc thương anh rồi đâu có bắt anh trả tiền nhiều đâu. Đúng rồi, đó là ý và anh cũng định nói với anh. Quá hay, em gái quá là hay luôn. Mình hãy nhắm mắt lại tưởng tượng xem gương mặt này có hợp với mình hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Lý do tại sao cô gái không nhấn nút? Em chưa có cảm giác nhiều lắm. Một chàng trai đẹp trai mà dễ thương, có nghề nghiệp ổn định, có mẹ đi theo. Một có chút thể làm bạn. Có thể trong lúc trò chuyện chúng ta cũng sơ suất một vài điều gì đó. Cái vụ mà thì anh mời anh trả đó. Nam nữ mà cái lần gặp mặt đầu tiên á, nó rất rất là quan trọng. Đúng rồi. Mỗi bạn đều có cơ hội để hàng triệu khán giả sẽ nhấn nút cho các bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một đối tượng để mình tìm hiểu rồi đi đến hôn nhân. Dạ, em cảm ơn anh. Chị. Mình, rồi, cảm ơn hai bạn. Ok. Đi bên này. Hẹn hò bạn muốn hay không? Muốn rồi hãy đến, kẻo không lỡ thì. Sao chia tay vậy anh? Thấy ngoại hình thấy nhỏ ốm yếu quá. Chúng ta chấp nhận thôi, đó là mình phải tôn trọng ý kiến của những người tham gia chương trình. Có lẽ duyên họ chưa đến quý vị. Bây giờ thì Quỳ Linh và các tường xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Trước khi giới thiệu thì em có vài câu thơ gửi cho chương trình. Rồi, mời bạn. Hẹn hò bạn muốn hay không? Muốn rồi hãy đến, kẻo không lỡ thì. Chương trình hấp dẫn ly kỳ, MC xinh đẹp, người thì bảnh bao. Phần thi đến điểm cao trào, ở phần nhấn nút chọn vào tình yêu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hồ Văn Bình, 25 tuổi, quê quán và làm việc ở Long An, hiện là giáo viên trung học phổ thông. Quê là ở Châu Thành nhưng mà dạy là ở Cần Duộc. Cần Duộc. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ xin chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường, xin chào quý vị khán giả. Em tên là Thanh Trúc, năm nay em 23 tuổi, em đến từ Đức Hòa, Long An, hiện là giáo viên mầm non. Cùng quê rồi ha. Vậy là đồng nghiệp rồi đấy. Hỏi chút xíu thì tại sao mình đến đây? Ôi em ơi. Dạ. Em đầu tiên dưới đây vậy? Nhìn xuyên bức màn kìa. Ôi em đã trải qua mấy mối tình rồi. Dạ hai ạ. Hai. Mối tình gần đây nhất là bao nhiêu lâu vậy? Dạ 4 năm. Ủa sao chia tay vậy? Dạ do là tính cách không hợp nhau, lại không cùng suy nghĩ, thành ra là không quen nữa à. Nếu vậy mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Phải là lịch sự. Biết quan tâm, biết chia sẻ và không được lôi thôi. Em thì hay bị áp lực lắm. Mà nếu áp lực thì em sẽ chia sẻ, em sẽ nói hoài luôn. Mà nếu như mà anh đang ngồi anh nghe đã đời, các anh phán cho em một câu: ừ, kệ đi, ráng đi em. Lúc đó em bị máu dồn tới nổng phụt ra luôn. Trời ơi, ghê vậy, trời ơi, cái gì mà máu phụt ra luôn. Gì mà dữ vậy? Thành ra là em phải còn một người mà biết quan tâm cho em. Anh bên đây không ngồi đứng hình luôn rồi đó. Sao rồi bạn trai? Không, cái đó chia sẻ thì chắc được, tại vì cũng chung ngành thì cũng thấu hiểu những cái áp lực trong công việc. Anh ơi. Sao em? Anh trải qua mấy mối tình rồi? Một đơn phương hồi lúc trung học phổ thông và một lúc mới vừa ra trường. Hỏi sao chia tay luôn đi. Sao chia tay vậy anh? Cha mẹ của bên bạn nữ không chịu, lý do là thấy ngoại hình thấy nhỏ ốm yếu quá. Hỏi có yếu không? Anh có yếu không anh? Thì yếu thì chắc không yếu, đủ sức để gánh giá chuyện trong gia đình được. Anh cao mét mấy? Cao 1m71. Em cao có 1m4 à. Làm sao mà em nặng lắm, thành ra anh cộng em nổi không? Chắc nổi á. Chút thử nha. Rồi thử luôn. Anh nặng bao nhiêu ký thằng anh? Hồi lúc mà chưa đi casting đó là nặng 55 kg, mà đợi tới giờ còn có 51,5 kg à. Trời đất ơi. Ủa vậy là như vậy thôi đó hả? Thấy con gái kia thế nào tới giờ đó? Nói chung là rất là bản lĩnh, cá tính. Thích không? Thích không? Thích. Thích vậy. Bây giờ em hình dung cô gái bên này như thế nào? Xinh xinh, tóc dài. Thì làm giáo viên chắc cũng trầm tính chút. Em nhoi lắm. Em nhoi lắm.
Sao anh chịu nổi không? Được, nhau vô nhà vô cửa chứ gì đâu. À, bạn gái bên kia bạn có ưu điểm, khuyết điểm gì bạn? Em rất là vui, rất là lạc quan, hồn nhiên, em nói nhiều lắm. Lại một cái nữa là em biết chăm sóc gia đình, biết quán xuyến mọi việc, rất là thương người, em rất là yêu thích trẻ con. Khuyết điểm? Em quê lắm, em không có thích chương diện cho bản thân mà em thích là cái hậu phương để cho người khác tỏa sáng lên. Chết rồi, anh sáng quá là cô khác hốt ảnh rồi sao? Em là cái tính người là cái dạng như là thích làm cho người khác hạnh phúc hơn là người khác làm cho mình hạnh phúc. Em thích chinh phục người khác lắm. Cá tính, bản lĩnh. Rồi bạn trai, khuyết điểm, ưu điểm gì? Trời ơi. Ưu điểm của em đó là hòa đồng, dễ gần. À, có thể làm thơ và nấu ăn được. Thử làm thơ, làm thơ. Nói chung cũng có một thơ bài thơ thơ tình yêu để dành chút mở màn ta đem tặng. Rồi, để giấu chút đi ha. À, còn nấu ăn thì có thể em nấu được một số món ăn vặt như là gà rán, hộp vịt lộn rang me, gỏi cuốn. Em thích ăn vặt lắm anh. Đứng lên coi. Trời ơi sao vậy? Cái này mà tôi dùng sức tâm cái kiểu rập quá. Nổi không? Nổi. Cái gì nổi? Ẩm nổi. Ít đất 5 cái thử coi. Coi có xe cấp cứu ngoài kia không? Không, này cũng chuẩn à. Chứ không có lượng sống. Được. Khởi động rồi ha. Dạ. À, thầy có kế hoạch kết hôn gì chưa? Dạ có chị. Rồi lấy về mình có làm dâu không? Có thể đi ra riêng được chứ không cần phải làm dâu. Ở dưới quê có đất gì chưa? Chung đất mẹ nhiều cho nên mẹ có hứa cho là. À, hứa dạ. Rồi phải không? Dạ. Thôi vậy cũng được. Mà mình có tính xấu gì không? Này không biết là xấu hay tốt, không biết nữa. Như là ví dụ như vừa đang đói bụng với đang buồn ngủ thì em sẽ ngủ dậy xong cái hết đói bụng cái không ăn. Hèn chi ốm là phải rồi. Phải chịu khó ăn vô nhiều dạ. Xíu cho nó khỏe. Rồi có không thích cái điểm gì à bạn gái không? Không thích bạn gái lè lè nhuộm tóc là em không. À, cô này hồi nãy cổ nói là cổ không có thích chăm sóc cho cổ mà cổ thích tút cho người khác đẹp. Vậy là chị nói cổ đầu dạ. Tư tút cho em lên nha. Dạ. Mập mập một chút nha. Về tút ảnh lên nha. Qua cô làm gái sao? Em hay nuôi trẻ khéo lắm. Trẻ lên cân chị. Chào con. Trời, cái tính của con này chú thấy hay đó. Con không thích là em cái này em cái kia tụi em làm được. Nhưng nếu vậy đàn ông nhiều khi tao không thích. Tao nói đàn bà nam tính quá. Chính vì vậy con mới lên đây nè chú. Đúng rồi. Lanh lẹ hay sao? Con có ghen không? Lúc đầu thì buồn, nhưng mà nếu như mà anh đã đi với người khác á, con không nói gì hết á. Lý do là con nói là cái gì của mình là của mình, không phải là của mình thì cứ cho. Chú thấy được rồi đó. Bạn trai thấy được rồi đó nha. Cặp này hơi ổn rồi đó. Ổn ha. Bây giờ hôm nay là em có đi với người thân không? Dạ em đi với chị con của dì và bạn của chị. À, chào chị Cát Tường và chào anh Quyền Linh. Rồi, chào bạn. À, Bình, trong ngành giáo viên sẽ hiểu được những áp lực, cùng với nhau sẽ thông cảm được. Cái thứ hai nữa là cách bạn trai này nói chuyện rất là nghiêm túc. Cũng có chút hài hước đó. Hài là chị thích. Chiều cao, ổn. Bấm nút chọn, có duyên với nhau. Trút về nhớ nuôi khéo khéo giống như nuôi học trò ha, cưng ha. Dạ. À, chị nói với Bình xíu nữa là Trút á, bề ngoài nhìn mạnh mẽ, nhưng mà bên trong thì rất là yếu đuối. Chị muốn nói với Trút là như thế này. Trăm năm trước ta chưa được gặp, trăm năm sau biết có gặp nhau không. Cuộc đời sắc sắc không không. Thôi thì hiện tại ta hãy hết lòng với nhau. Chị là chị bấm nút anh chàng này rồi đó. Trời ơi quá. Được. Rồi sao có người chị tuyệt vời vậy em? Em sống với Trúc gần như là 4-5 năm nay. Dạ. Cho nên là cách Trúc nói ra là em hiểu. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, mình đi với ai vậy? Dạ, thì em đi với mẹ em và các anh chị đồng nghiệp trong trường. Có anh phó hiệu trưởng trong trường. Rồi, bây giờ để nói chuyện với mẹ trước đi. Mẹ trước đi ạ. Rồi, chào bác. Thì hôm nay con tới dẫn chương trình hẹn hò thì thấy cô Trúc nó cũng được dễ thương. Yeah. Tôi cũng thích là con nó kiếm vợ đồng nghiệp cho nó dễ. Yeah. Yeah, vậy thôi hết. Chưa. Cô làm gì? Thì ở nhà trồng thanh long ở Đen Thui nè không thấy à. Nói chung là thằng Bình nó chịu khó chịu cực lắm. À, dạ cảm ơn bác. Em nói là có đi với thầy có thầy phó hiệu trưởng, chị có được. Em thấy là bạn Trúc thì cũng ngành nghề chung với ngành sư phạm. Bạn Trúc cũng dễ thương và nói chuyện thì vui vẻ. Nếu em như là chọn nghĩa bằng mình thì để thì em thấy là cũng đồng ý ạ. Rồi cảm ơn thầy, các bạn lên đi. Kéo lên có mệt nhiều. Rồi tặng quà thì tặng có xong hai chậu lan tặng em. Dạ em cảm ơn. Hy vọng chúc mình cũng như là hai chậu lan có cặp có đôi ha. Dạ cảm ơn anh. Ý nghĩa không? Chưa trời ở đâu mà ngồi xuống vậy. Lên đi đó. Siêu ẩm rồi. Chết rồi.
Rồi, làm gì làm đi. Muốn ổng, muốn cổng, muốn bồng, muốn làm gì làm. Nổi không anh? Chắc không nổi thì té xuống đó chứ có gì đâu. Thử coi. Thử đi thầy. Điên vòng. Không nổi. Thôi em ngồi. Dạ. Ngồi đi em. Sao thấy thầy sao? Giáo quá. Dạ chắc được. Rồi, hai bạn tâm sự rồi, đi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Ủa em đi dạy lâu chưa? Dạ em dạy được gần 1 năm. Anh biết nấu ăn hả? Biết em thích nấu. Ăn giặt lắm, em không biết nấu. Và nấu những món ăn cơm gia đình em biết nấu không? Sơ sơ thôi. Thôi vậy được rồi. Nhưng mà em thích người khác nấu em ăn hơn. Em phải nuôi ảnh chứ, ảnh không nhồm bắt anh nấu. Không thì ảnh nấu xong em đút ổn ăn. Trời ơi. Nhìn ảnh thấy sao? À, em thấy anh ổn. Nói chung nói với em là ổn. Tại vì cái gu của em nó hơi bị dị người. Là ví dụ như anh phải biết hát. Phải hát hay nữa nha, tại vì em là chuyên gia đâm sùng bể rồi. Biết hát không? Không, anh thì cũng chắc cũng giống em á, cũng đâm sùng bể đó. Hồi nãy nói độc thơ tặng em mà. Tặng hả? Trước khi bấm nút để tặng cho nó ý nghĩa hơn à. Dạ vậy cũng... hoài, có bài thơ mà cũng hẹn. Anh có thích là đi chơi không? Tại anh lãng mạn lắm cho nên rất thích là đi chơi. Sao tới giờ anh vẫn ấy? Thì lý do ấy có thể là anh chưa tự tin về cái ngoại hình. Ngoại hình anh thấy ốm quá cho nên chưa tự tin. À, gió thổi bay phải không anh? Không sao, em kéo anh lại, vẫn được. Giờ có cục dằn dằn lại không bay đâu. Vụ hẹn hò đó. Em cụ thể là em ở chỗ nào Đức Hòa? Em ở xã Đức Hòa Thượng của Đức Hòa. Đức Hòa Thượng. Dạ. Ừ. Anh có sợ không, yêu xa không? Không yêu xa gì đây đó, 40 cây mà xa gì. Trên đó em có làm ruộng không hay em là chỉ đi dạy thôi? Em đi làm mướn được nhưng em không thích làm ruộng. Tại vì em chịu nắng không được, nắng một chút xíu là em cảm thấy rất là mệt. Chứ em đi làm mướn em làm gì? Dạ, ví dụ như đi làm xưởng nè, rồi đi lật đậu mướn gì đó. Nhưng mà phải mát nha, ví dụ ngồi đâu mới lạnh lặt nha. Dạ không có chị, em lặt phải có cái cây, có cái một cái chòi thôi nhưng mà kính quá em bị ngợp. Thôi bây giờ vậy nè. Đọc thơ gì đó. Nào cố lên. Rồi tặng em bài thơ nha, lần gặp đầu tiên tặng em bài thơ. Rồi. Dạ. Bức màn ngăn cách chúng ta, hình dung vóc dáng chỉ qua tiếng chào. Chân dung muốn biết thế nào, chỉ cần màn kéo lên cao thôi mà. Nhìn em duyên dáng thiết tha, nói năng nhã nhặn chắc là hiền ngoan. Giàu sang danh vọng chẳng màng, chỉ cần nàng chịu theo chàng về dinh. Hay quá. Bài thơ hay nhưng mà nó hơi sai sai. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Chóng mặt quá. Sao em nói quá trời mà em không bấm nút? Chưa có lửa chị. Chưa có lửa sao nói dữ vậy? Anh đồng quá. Hồi đầu cổ có nói rồi. Là cổ nói chuyện xong là anh phải, nói. Phải có nói. Em dành em nói hết sao ta nói. Thì do mỗi người thôi. Nếu là được bạn gái thì càng tốt. Còn không thì có duyên làm bạn bè bình thường cũng tốt. Cũng vậy. Tôi nghĩ rằng có lẽ chàng trai chúng ta cũng nên năng động hơn chút xíu. Mình phải tự chăm sóc sức khỏe cho mình cho nó mập mập. Thầy giáo rất là thiệt tình, chất phác. Em đôi khi cũng bỏ qua cơ hội đúng rồi đấy. Đúng rồi đó. Nha. À, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Và chúc hai bạn cũng sớm tìm được đối tượng để mình tìm hiểu và đi đến hôn nhân. Em nghĩ là em thích một người bạn trai có thể bảo vệ được em. Tóc ít, mắt một mí, mũi cao. Bạn trai đã vào vị trí của mình rồi, đợi Tường chút xíu nha. Bây giờ Tường sẽ ra mời bạn gái của mình vào đây. Rồi, hello em, theo chị Tường vào trong nha. Rồi, tới ghế rồi đây em, ngồi vô cưng. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. Đây, chị Tường giúp cho. Rồi, chào bạn. Dạ, xin chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Phạm Văn Sáng, sinh sống và làm việc tại Lagui, Bình Thuận. Bình Thuận, mình làm công việc gì Sáng? Dạ, em có mở một cái cơ sở sắt tại nhà, mình tự nhặn và làm. Cụ thể là làm gì em? Dạ, em làm sắt nhôm, kiểu như là mình nhặn một cái nhà nào đó, người ta muốn làm cửa, hàng rào hay mái vòm gì đó là mình tới mình nhặn và mình
tự thiết kế mình làm. Em trực tiếp làm luôn hay sao? Dạ, nếu mà công việc nhiều thì có thể mình mướn thêm vài ba người, còn không có thì mình và với một người cháu nữa. Năm nay sáng bao nhiêu tuổi? Dạ, hiện tại em năm nay 34 tuổi. Rồi, mời em. Dạ, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Aaron kia. Em là Lê Thủy Tiên, em hiện là nhân viên văn phòng đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À, quê em thì ở Bình Dương. À, Bình Thuận, em Bình Dương cũng vẫn gắn điểm giống được chữ Bình. Yeah. Em có ngại yêu xa không? Dạ, yêu xa thì chắc cũng không vấn đề gì đâu. Vậy giờ cũng có công nghệ hỗ trợ ha. Nhưng mà thí dụ sau này lấy nhau em về Bình Thuận sống, em có vấn đề gì không? Có ngại không? Em nghĩ là vẫn có thể được. Phải lấy chồng thì phải theo chồng. Dạ, với lại công việc của mình cũng có thể tự sắp xếp. Em đang làm công việc gì? À, em đang làm họa sĩ hoạt hình cho... Họa sĩ? Dạ. Hoạt hình là mình vẽ cho phim hoạt hình đó đúng không em? Dạ đúng ạ. Wow, hay quá. Bên này cũng khéo tay, bên đây làm thợ sắt cũng đoàn làm việc thủ công ha. Hai người này cũng khéo tay lắm nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì sáng? Dạ, nói chung em cũng bình thường lắm. Đôi khi thì có những cái sở thích như ví dụ như em thích hay dậy sớm và uống cà phê mỗi sáng. Tính tình thì em cũng hay học bác, với lại cũng cởi mở vui vẻ với bạn bè. Nhà mình đang ở đó là mình ở với ai? Dạ, hiện tại em đang ở với ba mẹ và một đứa em gái. Trong nhà em tới 6 người kìa, anh chị em, nhưng mà lập gia đình hết rồi, có nhà với lại cũng riêng hết rồi. Có khi nào mình nghĩ mình lên thành phố lập nghiệp không? Dạ, hồi trước kia thì em cũng từng làm ở Sài Gòn. Ồ, cũng được mười mấy năm. Ồ, vậy sao là đi về quê lại mình không có lập nghiệp ở trong này luôn? Em nghĩ là nó đến lúc về tự tạo dựng công việc tự. Thế giờ công việc dạ. Em là ổn định rồi đúng không? Dạ. Mình đã có dành dụm được vốn liếng gì chưa? Dạ, nói chung nhiều thì không có, nhưng mà hiện tại thì em cũng có cái nghề trong tay rồi, mình có thể làm được ra tiền. Còn dư thì cũng chắc cũng có dư, nói chung cũng tạm ổn. Ví dụ bây giờ cổ phải theo em về quê em ở, cổ phải bỏ công việc của cổ một thời gian về đây. Em có thể nuôi cổ trong một thời gian không? Giờ cổ về đây cổ chưa tìm được việc làm thì sao? Dạ, nói chung nếu mà được về thì có thể nuôi cả đời, chứ còn một đời. Thời gian thì chắc... Hay quá rồi, câu đó là tôi chốt rồi đó, chốt tiền câu đó rồi đó. Thế còn em? Em nghĩ là bạn Nam cũng có ý kiến của nhóm em là khi mình có một cái nghề nghiệp ở đâu thì ở đâu mình cũng sẽ có thể sống được hết. Em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Em nghĩ chắc là vẽ, tại vì em là một anh. Rồi, điểm yếu của mình? Điểm yếu thì em thì hơi vụng về. Em làm những cái chi tiết là... Ngộ vậy sao vẽ là khéo tay mà lại là hơi vụng về là sao? Dạ, đúng rồi. Hơi dạ. Ngộ ha, nghĩa là mình chỉ khéo đúng vô cái công việc của mình thôi. Dạ, hơi lộng cộng lúng túng làm hay làm đoạn, bể đồ được. Ồ, thật là lạ. Mình lại tưởng là những người mà chi tiết ngồi vẽ như vậy là mình sẽ khéo léo trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà lại không phải như vậy. Dạ. Hay ha. Rồi, về tình trường thì sao nè? Hồi trước giờ nếu mà nói là quen hoặc là thích tỏ tình luôn thì chỉ có một người là khoảng 1.5 tháng. Có một người một quen 1.5 tháng? Dạ. Vậy cũng chưa sâu đậm gì? Dạ. Hôn nhau chưa? Dạ chưa, chỉ có nhắn tin qua lại vậy thôi. Nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa nắm tay luôn? Dạ. Chưa có nụ hôn đầu đời luôn? Chưa. Trời ơi, thiệt luôn á. Ồ, mà sao có tiếng 1.5 tháng rồi không tới được nữa mà chấm dứt? Em nghĩ là do cái thời gian làm việc của hai người nó cũng khác nhau. Em làm văn phòng là giờ giấc thứ bảy chủ nhật là được nghỉ, là buổi tối là rảnh. Còn cái người đó thì làm trong cái giờ mà khác, thứ bảy chủ nhật thì không có được nghỉ, là buổi tối làm việc. Còn em? Thì nói chung em thì trước kia cũng có một cái tình cũng lâu lắm, tính 7 năm lận. 7 năm mà sao không tiến tới hôn nhân được? Dạ, đang yêu thì cũng nghĩ là yêu thế thôi, nhưng mà sau này muốn kết hôn thì em thì bên Phật thì em không học được giáo lý. Đại... Cái gì đầu là mình đã biết không có hợp về đạo thì mình thôi đi, còn nếu mà được rồi phải tiến tới. Tại hồi lúc đang quen thì em không nghĩ là nó khó khăn đến vậy. Dạ, em có học được 2 ngày, nhưng lên học rồi mới biết được cái đó cái... Nó không hợp với tư tưởng dạ, của mình. Dạ, à. Nói chung mỗi người mỗi cảm nhận về cái suy nghĩ của mỗi người, nên mình thấy nó đôi khi nói như vậy thì nó cũng không có nghĩa là không chưa có duyên vợ chồng với nhau, một mối tình đó thôi hả em? Dạ, sau đó thì em cũng có chịu khó đi tìm hiểu vài người, nhưng mà ta lại nói như nhìn em vậy làm gì mà không có bạn gái, trong khi đó em có công việc đồ ổn định, nhìn cũng được người vậy đó, nhưng mà nhiều người ta nghĩ là em nói xạo người ta. Nên mỗi lúc mà muốn nói một lời nào đó với cô nào đó thì cứ nghĩ trong đầu
đường nào cô đó cũng nói vậy. Trời ơi, chưa nói mà tưởng tượng vậy. Thì thôi, cứ đi làm rồi tới đâu hay tới đó. Bữa nay nói không? Bữa nay trong chương trình này có gì Tường ngồi đây nè, giờ nói không? Cố gắng nha. Dạ. Ha. Trời ơi, bây giờ muốn lấy vợ chưa? Dạ, chắc có lẽ là muốn rồi đó. Muốn rồi đó. Mẫu người của em mong muốn tìm là một người như thế nào? Dạ, em chỉ thích một người phụ nữ có nụ cười dễ thương, nhìn phúc hậu và biết nấu ăn, cởi mở, vui vẻ. Chứ lại đừng có cái tánh mà gọi là nóng nảy quá. Ví dụ như nhiều khi công việc của em cũng cởi mở, em nói nhiều khi công việc của em cũng cần cái sự giao tiếp để mình có mối quan hệ để công việc mình đó. Đôi khi uống cà phê hay nói chuyện hay là có thể giao tiếp qua ăn nhậu. Mình có thể đi về trễ hoặc là có cái gì đó đôi khi mình hơi về khuya. Thì mong là người bạn gái hoặc là người vợ sau này của mình sẽ có hiểu được cái nói công việc của mình. Nói chung là quan trọng là niềm tin, dạ. Chia sẻ với nhau được. Dạ. Ví dụ đúng thật sự nói việc công việc thì vợ sẽ chia sẻ. Dạ. Còn nếu mình lợi dụng cái công việc mà mình là có những cái việc sai trái hoặc người ta phát hiện một hai lần thì mất niềm tin rồi thì không thể đòi hỏi người vợ phải hiểu mình đúng được. Dạ. Đúng không? Quan trọng tất cả các mối quan hệ phải dựa trên nền tảng là tin tưởng, dạ. Cho chân thành. Đó. Còn em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em nghĩ là em thích một người bạn trai có thể bảo vệ được em. Về ngoại hình? Cao to thì càng tốt. Cao to càng tốt. Dạ. Còn bây giờ vậy, hồi đó giờ đó đến cái hẹn ăn trưa là thường là có yêu cầu các bạn đưa hình cho nhau để mình đoán. Nhưng bữa nay một người là họa sĩ, một người thợ sắt, tôi nghĩ là cũng khéo tay nè. Bây giờ mình chơi vẽ hội họa đi được không? Bây giờ mình sẽ vẽ ra cái mẫu người lý tưởng mình muốn tìm một người như thế nào, mình vẽ ra giấy được không? Để ngồi mình đo coi với cái người bên kia có hợp không. Dám chơi với họa sĩ không? Dạ chắc thua quá chị. Kệ đi, mình nam nhi mà, mình vừa phụ nữ cũng đâu có sao. Mỗi người miêu tả về mình để người ta hình dung, người ta mới vẽ được chứ. Rồi em gái nói trước đi, em là người như thế nào? Dạ là, em nghĩ là mũm mĩm, tóc dài. Tóc dài, mũm mĩm, gì nữa? À, mũi tè. Mũi tè. Rồi anh. Anh thì mất một mí, sống mũi cũng hơi cao lắm. Nhưng mà đầu tóc thì hơi ít hơn em rồi đó. Tóc ít hơn em, một mũi cao, mắt hí. Bên đây tóc dài, mũm mĩm, mũi tẹt. Rồi vẽ đi, mời hai bạn một phút bắt đầu. Trời ơi, ca khó nha. Trời ơi, ông thợ sắt vẽ tay trái hả? Dạ. Ghê vậy. Này vẽ cũng đơn giản, nhanh. Kệ, vẽ đi em, có một phút à, em vẽ ra con vịt cũng được được. Tóc dài, mũm mĩm, mũi tẹt, tóc ít, mắt một mí, mũi cao. Vậy quá. Em nghĩ nó không ra cái gì hết. Được chưa? 1, 2, 3. Rồi, thành phẩm đã có rồi. Mời hai bạn hãy hình dung về nhau. Đây, em đẹp gái quá em ơi. Ảnh đâu? Ảnh đâu? Coi đi. Đó. Hấp dẫn lắm nha. Không, bây giờ ốp lại đi. Khoan mở. Bây giờ tôi mở cửa để tìm ra cái đã. Rồi chúng ta mới lật lên kiểm tra người với hình coi giống nhau hay không nha. Rồi. Mở cửa trái tim. 1, 2, 3. Dạ, dạ. Rồi, chúng ta hãy mở hình lên để kiểm tra coi. Giống em không? Dạ, giống. Giống hả? Cũng giống. Giống chỗ nào? Giống mặt tròn á. Giống mặt tròn. Có mắt, có mũi, có miệng. Mặt anh này anh mặc anh trái tim em ơi, em vẽ anh mặc Vũ Điền quá à. Yeah. Đúng không? Anh này người ta mặc V-Line nè. Còn bên đây sao cái mặt ta méo méo bên vậy cưng. Trời ơi, cái cổ mất tiêu luôn, cái mặt tới cái mình bụng mỉm ghê ha. Giống được cái môi son. Thôi được rồi, xuất sắc rồi đó. Hai bạn đã thành công trong cái việc chọn hình. Cảm ơn hai bạn. Giữ tấm hình làm kỷ niệm nha. Sau này có lấy nhau về nhớ đưa con coi ba bè vẽ nhau đó. Rồi thẳng qua đi cưng.
Nói chung gấp quá anh cũng không có mua gì được nhiều. Dạ. Xin tặng em. Rồi, cảm ơn anh ạ. Hãy cảm ơn. Rồi. Bây giờ hai bạn hãy trò chuyện trực tiếp với nhau ha. Bây giờ chị Tường sẽ mời hai bạn thưởng thức một buổi ăn trưa, một món ăn rất là đặc biệt, rất là hấp dẫn của nhà hàng ha. Đây là gỏi vẹm xanh hoa chuối, rồi dồi dê nướng, chả giò trứng muối tôm tươi, gân cá ngừ chiên muối. Rồi hai bạn cùng thưởng thức với nhau và trò chuyện với nhau nha. Ít phút chị Tường sẽ quay lại ăn rồi nói chuyện với nhau nha, tìm hiểu nha Cưng nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn, mời hai bạn chị. Mong miệng. Dạ, mời. Dạ, anh. Dạ, mời anh ăn. Anh không biết em tên là gì à? Anh cũng chưa hỏi tên. Dạ, em là Tiên. Tiên. Ừ. Anh thì tên Sáng. Em thấy thế nào khi mở cái khung ra đó? Như là em hình dung hay là em cảm nhận thế nào? Em thấy cũng giống như vậy. Tại vì em cảm giác như là những người có cá tính mạnh mẽ thì thường sẽ sở hữu một ngoại hình nhìn nó nam tính giống như vậy. Anh cũng giống như vậy. Đúng ra là tóc anh tóc dài đó. Nhưng mà cách đây mấy bữa anh có làm xong cái công trình, nói chung ngoài nắng, nắng lắm với lại nóng nữa. Nên anh hớt cho nó ngắn cho nó mát. Nhưng mà không nghĩ là trùng hợp như vậy nên tóc anh ra chưa kịp. Cái việc mà thời gian gặp nhau chắc là ít quá ha. Tại vì xa như vậy. Với anh thì lớn rồi, yêu xa là không quan trọng, quan trọng là thích nhau rồi hay là thương nhau rồi, và là giống như là kiểu như là ít gặp đó thì tạo ra mình cảm giác thương thêm nhiều hơn. Nếu mà quen nhau thì gặp cỡ một tháng một lần, một năm một lần hay là không? Anh nghĩ thì công việc thì tự anh làm thì anh có thể tự sắp xếp được. Anh có thể nghỉ 1-2 đến 3 ngày, có thể là một tuần cũng được. Nếu có cái gì đó em cần anh thì anh có thể tự mình quyết định được điều đó. Tại là anh tự làm chủ bản thân anh được. Có thể là 2 tuần hoặc là 1 tuần anh có thể vô thăm một lần. Anh chơi 1 ngày 2 ngày anh về cũng được. Cái điều đó không quan trọng, quan trọng là nếu em thật sự thương anh thì em có thể cảm nhận được điều đó. Còn anh cũng không có muốn là em phải vì đó mà em phải mất thời gian của em. Còn riêng em thì sao? Em mong gì người bạn trai của em? Em cũng chưa có định hình một cái mẫu bạn trai hay là mẫu người nào đó rõ ràng lắm. Thì em vẫn chưa có trải qua những cái gì nó sâu sắc quá hay là gặp một cái gì đó nó ấn tượng quá. Nên em nghĩ là có thể thích nghi được. Nhưng mà trong lòng em hoặc là trong bụng em cũng có thể hình dung ra một người bạn trai hoặc là một người chồng tương lai sau này của mình sẽ có những cái gì, hoặc là những thói quen, hoặc là người đó như thế nào thế nào. Hay là em muốn người đó như thế nào với em? Yêu em, phải gần gũi với em hay là gì đó, thường xuyên nhắn tin, ví dụ. Em thì em thích một người con trai độc lập hơn. Không phải quản lý của thời gian của em mà họ tự quản lý thời gian của họ được. Mà em nghĩ vẫn thích chắc chắn là một người tử tế. Tại vì họ tự quản lý thời gian của họ cho nên mình sẽ tin tưởng để họ tự làm gì đó, chứ không có gây em sự bất an. Em, nếu em có suy nghĩ gì là có chung một cái suy nghĩ chung của anh. Dạ. Có nghĩa là khi yêu thì mình không nên gò bó người khác. Anh cũng không thể ép em là phải như thế này thế kia. Mình cần cái sự chia sẻ, nhưng mà em muốn chia sẻ thì anh sẽ lắng nghe. Còn anh cũng không thể nào ép em phải nói ra cái điều em không muốn nói. Và em thích yêu thì yêu, nhưng mà vẫn có những cái không gian riêng. Dạ. Để làm cái gì? Em thích cái cuộc sống một mình á, kiểu thích cái không gian riêng của bản thân mình. Có đôi lúc có những cái đoạn lắng lại để kia, để bình tâm trở lại, để sắp xếp mọi thứ. Đó là những cái tư duy rất là lý tưởng của những người chưa yêu. Còn giống như chị, những người đã trải nghiệm tình yêu rồi, nhiều rồi, chị lại mong muốn trời ơi làm sao tôi có thể giải quyết hết công việc để tôi có cái thời gian bên cạnh người tôi yêu. Nhưng lại không được, tại vì quá nhiều công việc. Cho nên lúc nào chị cũng cảm thấy thiếu thốn, muốn ở bên cạnh người mình yêu, được đi đâu đó, được nắm tay nhau, được đi xem phim, được đi chơi, nhưng lại không có thời gian.
Trong khi những người chưa yêu thì lại muốn có không gian riêng để mà lắng động và chiêm nghiệm cuộc đời của mình. Thôi thì hãy giữ cái lý tưởng đó đến khi nào mà bạn yêu sức đầu mẻ trán, bạn mới hiểu được như thế nào là cái lý tưởng trong tình yêu. Mỗi người trong một giai đoạn cuộc sống sẽ có những cái suy nghĩ khác nhau. Không thể nào so sánh giữa chị và em ai đúng ai sai, bởi vì đó là lý tưởng của mỗi người trong một thời gian nhất định. Có thể cái lý tưởng đó nó sẽ thay đổi sau một thời gian khác, có thể vậy. Rồi bây giờ xin mời hai bạn sẽ bóc lá bài của chương trình. Dạ. Đọc lên chị nghe coi. Thể hiện một hành động tình cảm chứng minh mình khỏe mạnh, cổng bế bạn gái một. Hiểu rồi gì? Muốn làm gì làm đi, xin phép bạn gái và thể hiện. Làm thiệt á chị? Ủa chứ không lẽ làm giỡn trời. Qua bên đây. Rồi chúng ta có thể thương lượng với bạn gái đi, cổng bồng ổng gì đó một vòng. Mà trước tiên hỏi bạn gái thì có đồng rồi, ý không? Đúng rồi, em hỏi chứ không lẽ chị hỏi. Em thấy thế nào với yêu cầu của chương trình? Em có đồng ý không? À, trước mắt là làm cái gì trước cái đã. Cổng, ẩm, bồng, vòng vòng ở đây, 5 vòng đi qua đi lại, đi qua một đi vòng lại. Một vòng hả chị? Ừ, thôi một vòng. Ẩm, bồng, cổng, muốn cái nào? Thôi ẩm đi. Dắt được không chị? Không. Ẩm đi cưng. Dạ. Rồi dạ. Đứng lên đi cho ảnh, cho ảnh ẩm. Nhưng mà em sợ ẩm cái ảnh không dài Bình Thuận được quá. Sao vậy? Nặng quá hay sao? Đó đâu em. Không, anh đi bằng xe máy nè. Rồi, ẩm. Xa xa ra ngoài kia rồi ẩm đi qua bên đây rồi đi về trả lại về vị trí là vừa. Qua bên đây. Ôm chặt vô để té bây giờ. Rồi ngược lại về vị trí nhẹ nhàng đặt vào chỗ ngồi. Thôi được rồi, khỏi đặt chỗ ngồi. Khỏe không em? Dạ. Chắc không? Tay có run rẩy gì không em? Dạ chắc. Không có rung rẩy gì. Không rung rẩy hả? Dạ. Rồi vậy em được. Khỏi phải dám đó cần. Là kiểm tra nhiều thứ lắm đó. Dạ. Gì ngạc nhiên đọc vậy? Đọc một bài thơ tình lãng mạn tặng cho đối phương không lãng mạn sẽ bị phạt. Được không em? Em thật sự là em không biết thơ luôn. Thì đó bây giờ em làm sao đó, không thôi là em bị phạt đó. Thơ không thơ thì hát, không hát thì làm múa, em làm gì đó em làm. Mình nghệ sĩ mà em, phải biết làm gì chứ. Hát đi chị. Rồi hát được không em? Đổi dạ. Từ đọc thơ qua hát được không? Dạ. Người hãy quên em đi và... Chắc cô này bị phạt quá. Có trợ giúp bằng điện thoại được không chị? Rồi cho trợ giúp điện thoại lấy lời luôn. Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Trả lại anh yêu thương ấy, xin người hãy về nơi đây. Bàn tay yêu ớt cô nếu em ở lại. Trời ơi, có mấy câu mà làm thấy tôi mệt dễ sợ luôn á. Rồi 30 giây cuối cùng dành cho hai bạn. Hai bạn nhìn thẳng vào nhau. Mời bạn trai nói trước. Nhìn thẳng vào mắt anh em thấy thế nào? Em thấy nãy giờ nói chuyện với nhau em có cảm giác là có cái gì đó gần gũi hay là có cảm giác gì đó muốn tìm hiểu với nhau hay không? Khi mà nhìn thấy anh với lại nghe cách anh nói chuyện thì em thấy anh là người chín chắn và trưởng thành nữa. Em thấy có sự chân thành ở trong đó. Như em thì em ở Bình Dương đúng không? Dạ. Em có thích đi hay đi biển không? Dạ có. Nếu em đồng ý thì anh sẽ thường xuyên chở em đi tham quan biển La Ghi của anh. Dạ. Nãy giờ là mình hỏi người ta thôi. Suy nghĩ của mình hiện tại, cảm nhận trong lòng mình như thế nào? Mình có nhận xét gì về cái người đối diện? Trước tiên thì cô bên đó là có nghĩa là mẹ của em Thiên. Thì lúc mở ra thì riêng cá nhân anh trong lòng anh nghĩ giống như là anh cũng đã từng gặp mẹ em hoặc là em có, nói chung là có cảm giác là cũng là có từng gặp ở đâu rồi, hay cũng có sự gần gũi khi gặp thấy em á. Rồi sau nãy giờ nói chuyện á thì anh cảm thấy là có một cái cảm giác là rất là thân, là có sự rung động trong mình, à, muốn tìm hiểu thêm em. Rồi dạ. Dạ, chào cô. Chào cô ạ. À, thật sự là tôi mời cô vào là tại vì bạn trai này quan sát rất là tinh tế, rất là ngồi ở trong này nhưng mà nhìn ra bên ngoài là thấy có cô. Cô cảm thấy như thế nào? Thì cô nghĩ cháu sáng đây tới đây là cũng như có duyên với con mình mới ngồi đây. Dạ, thì cảm ơn cô. Thì cô thấy cái tuổi thì cũng hơn cũng tiên rồi, thì cô cũng được rồi. Qua thấy tiếp xúc hai cháu mà tiếp xúc nhau thì thấy thật thà,
rồi vui vẻ mà có công ăn việc làm ổn định. Dạ. Rồi cái khoảng cách đây với đó thì giờ mình có xe mà mình đi. Dạ. Cũng không có bao lâu tới đâu, cũng rất là nhanh. Dạ. Thì cái ngày này cũng hợp với ba của Tiên. Ồ, ba của Tiên cũng làm bên sắt đồ hả cô hay sao cô? Ba Tiên thì cũng thích cái ngày này. À dạ. Thì mẹ thấy thì cũng được. Đó, mẹ nói vậy là tại sao chị mời vô ngay lúc này? Trước khi chúng ta đưa ra quyết định bấm nút hẹn hò, chúng ta nghe ý kiến của người thân là đúng là tuyệt vời nhất. Dạ, trước tiên thì con cảm ơn bác qua những lời nói của bác. Đến đây thì con cũng mong kiếm một người bạn gái và một người vợ sau này của con. Con thì không tài giỏi gì, nhưng có cái nghề thì có thể con có thể lo được em Tiên sau này. Là... dạ. Cứ ghi nhận. Dạ. Mong cô yên tâm ha. Dạ. Rồi dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Chỉ cần nghe cô nói như vậy đúng thôi. Đúng ra là hôm nay ba mẹ con có tới, nhưng ba mẹ con mắc đám cưới ở quê, ở ngoài Bình Định lận, nên ba mẹ đi trước chương trình đi đòi tới nên không tới được, nên em con đi với em gái ruột của con. À. Em gái. Dạ. Rồi vậy thôi, cũng hy vọng một ngày nào đó hai gia đình hai bên cũng sẽ gặp nhau. Dạ. Nếu mà mình bấm nút thì cái ngày đó sẽ không xa. Dạ. Nha. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. Rồi mời cô ạ. Hai bạn bắt đầu vào vị trí của mình ha. Và bây giờ là thời khắc quan trọng đã đến, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Cảm nhận từ nãy giờ câu chuyện của mình như thế nào? Đưa ra quyết định. Một, hai, ba. Rồi, quá tuyệt vời. Mời hai bạn về bên đây, nắm tay nhau nha hai bạn. Rồi một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rất là dễ thương. Gửi tặng hai bạn, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Mình xem phim luôn đi rồi về. Chúc hai bạn hạnh phúc, cố gắng lên nha. Em cảm ơn chương trình ạ. Và bây giờ thì Tường xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Chương trình được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc 10 giờ sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bây giờ mời hai người bạn nam bước ra sân khấu. Quá dữ, quá dữ. Hai chàng trai của tôi rất bảnh. Hai cô gái ơi, mình hãy bước ra đi nào. Chưa? Chị thấy chưa? Thấy cái độ hú bên em cũng không có vừa với bên chị đâu nha. Trời ơi, bên nhà trai hú rồi, bên nhà trai ơi. Mọi người để yên vị, bây giờ không để mọi người chờ đợi lâu. Vì tôi biết rằng ai cũng hồi hộp khi ngồi ở chiếc ghế xanh, ghế đỏ này hết. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ nha. Rồi, mời em trai ngồi ở ghế đỏ. Xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Và hai bạn nữ xinh đẹp bên kia. Và toàn thể khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Mình tên là Bùi Minh Vương, năm nay 25 tuổi, sinh sống và lớn lên ở Phú Yên và hiện tại làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh của mình là một người năng động, thân thiện, hòa đồng và đặc biệt là chiều chuộng người yêu. Về điểm yếu là hay nóng tính và hay khó tính với lại người yêu một xíu. Chơi luôn điểm mạnh, điểm yếu luôn. Mạnh hay luôn, hay. Yếu luôn. Mà điều làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang làm việc là nhân sự. Và hiện tại em đã học lên về thạc sĩ tài chính ngân hàng. Để bên anh nè, em hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Em chào anh Hứa Minh Đạt, em chào chị Cát Tường. Em tên là Khánh Uyên. Năm nay em 23 tuổi. Và em đang là nhân viên truyền thông. Quê em ở đâu? Dạ em ở Vũng Tàu. Em có cần show show gì, điểm mạnh điểm yếu gì luôn chứ, giống như show quá rồi. Dạ điểm mạnh của em là nói được hai thứ tiếng là tiếng Trung và tiếng Anh. Em hãy thử sổ một chút xíu đi nào. Hi guys, my name is Uyên and I'm 23 years old and today I'm glad to be here and to meet everyone. Thank you. Yeah.
Thấy chưa, tại em nó trơn á Vương. Em vô em sổ chi quá là bên kia sổ lại một chàng luôn, thiệt tình luôn á. Tiếp tục em, không sao, bên đây tôi còn một chàng trai nữa. Mời em trai ở ghế màu xanh. Chào chị Cát Tường, chào Hứa Minh Đạt, chào hai bạn nữ xinh đẹp bên kia và mọi người ở đây. Mình tên là Lữ Minh Chí, năm nay mình 22 tuổi, hiện đang là sinh viên của Đại học MIT. Và ngoài ra mình còn có kinh doanh quán ăn nữa. Cần show điểm mạnh điểm yếu mình. Show luôn đi, giờ ta show hết trơn rồi mình show giữ luôn đi trời, nhăm nhó. Điểm mạnh của em là em là người hòa đồng, rất là thích kết bạn, có thêm mối quan hệ mới. Tài năng thì em không biết hát nhưng mà em có thể đàn được. Đó, không có biết hát nhưng mà biết đàn cũng là một tuyệt chiêu chứ bộ. Chị chưa hiểu rõ là cái chính thức là em làm gì. Là em mở quán ăn. Mở quán ăn là chính, là coi như làm ông chủ đó. Dạ. Quán ăn ở đâu vậy? Dạ, một cái ở đường Võ Văn Kiệt. Vậy là mấy cái luôn á hả? Hai cái gì? Hai cái. Dạ. Món ăn chuyên về cái gì? Hải sản và những món món Âu là chính. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rời 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Còn em sao nè? Dạ em chào anh Hứa Minh Đạt và chị ở Cát Tường cùng hai bạn ở bên kia. Em tên là Hoàng Thu Uyên ạ. Em năm nay 20 tuổi và em đang kinh doanh bán sỉ quần áo tại quận 9. Quê em ở đâu? Quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Điểm yếu của em là hay quên. Em có sở thích là ca hát. Bạn trai ghế màu xanh tôi không biết hát biết đàn, bây giờ mình đàn cho bên đó hát được không? Có cái đờn ở đây không? Có cái đờn luôn. Trời ơi. Bây giờ hai em có thể thương lượng hỏi nhau đi. Em hát bài đúng người đúng thời điểm. Mình giữ nhau thật chặt nhé, nếu đi ta cùng đi. Mọi bão giông đều qua khi con tim cùng theo lý trí. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Cùng dưới ấm đêm cảm thấy yêu thương nhiều hơn. Việc của em là yêu anh, có mưa giông thì để anh lo. Em quay lời rồi anh ơi. Thì em xin ngừng ở đây. Em cảm nhận giọng hát của bạn nữ thì sao? Hay, rất là hay, tại vì em không biết hát nhưng mà em nghe ai hát cũng thấy hay hơn. Trời ơi, em không biết hát nhưng mà em biết đàn. Sao cưng? Nên nhận cảm nhận giọng hát của bạn. Giọng rất là ấm, rất là hay. Nhưng mà không biết khi em có tiếng hát luôn, bạn nữ bên kia như thế nào? Như thế nào là như thế nào? Em cũng chưa biết nữa chị. Thì bây giờ biết nè, mời em. Em hát đi, trời ơi, thiệt luôn á. Cũng như lần đầu tiên thì mình sẽ tặng cho hai bạn nữ bên kia một bài hát mang tên là Vô Cùng. Vì anh thương em. Đâu là cô đơn, nếu mình nghe nhau trong hạt mưa. Nghe tiếng khóc mưa rơi, nghe tiếng mưa cười. Và tiếng trái tim từng đêm gõ trên lá bàn non. Em nghe gì không hỡi em? Vì anh thương em như thương cây bàn non. Cây nhớ ai làm sao nói được. Ủa, xong tiếp, tôi đang lấy chớm thiệt tình luôn á. Làm cực phấn ghê vậy đó. Sao? Anh Vương ngồi ghế đỏ mới hát á. Tiếng đàn với tiếng hát, em thấy tiếng nào ổn hơn? Bản thân em thì thích tiếng đàn. Hát một bản cho anh đó đờn liền. Con gái là anh sẵn lòng đàn đó. Em hát bài Đừng Ai Nhắc Về Anh Ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi xong luôn chị. Xong luôn. Đừng ai nhắc đến anh một lần để em bớt chơi vơi khi nghỉ tới. Anh đã xa em mà em còn lo lắng cho anh. Nụ cười cố giấu đôi mi buồn nhưng mà thấy anh nước mắt lại tuôn. Vòng tay yêu ớt này anh đã không cần. Dạ hết rồi ạ. Qua những câu hát hình như là mỗi bạn đều có một cái tâm sự riêng của mình đúng không Tường? Có vẻ tình trường dày dặn. Vương, tình trường em sao Vương? Tình trường của em thì trải qua một mối tình trong thời đại học khoảng 2 năm. Và tới thời điểm hiện tại thì khoảng 4 năm thì chưa có một mối tình trường nào hết.
Tại sao vậy? 4 năm này ở không thì em sẽ tự chăm lo bản thân mình và tự đi làm để mình kiếm tiền và để cho lo lại cái người mà sẽ cùng bên mình đi mãi mãi, đến về sau thì nó sẽ tốt đẹp hơn. À, rồi bây giờ dự trữ được khá khá chưa? Tài chính thì em đã vững rồi nhưng em muốn vững hơn nữa. Vững hơn nữa. Ước mơ của em về cái sự nghiệp của em, cái vững của em đó là như thế nào? Tiêu chí của em là một vợ hai con, ba lò bún bánh. Và hiện giờ là có được cái gì rồi? Thì có thể mua được ô tô. À, là coi như là bốn bánh có trước. Dạ, bốn bánh có trước. Thật ra lầu phải có vợ mới có lầu cũng dạ, được. Dạ đúng rồi, dạ. Đó không? Có gì vợ phụ cho mình, bây giờ tuổi trẻ mà. Của chồng công vợ hoặc là cả như là cả hai cùng hỗ trợ cho nhau thì nó sẽ là nhanh đạt được ước mơ hơn. Dạ đúng rồi. Rồi vậy em gái tình trường em sao? Dạ em có một mối tình hồi đi học. Bao lâu cưng? Dạ một tháng. Dạ một tháng. Rồi sao ngắn vậy? Ủa sao dụng tóc là bốc dục hoài vậy? Dạ không phải, tại vì cái lúc mà quen bạn đó thì bạn đã nói em khó chịu quá với nhiều nguyên tắc quá nên em cho bay mộng, cho bay mộng. Trời đất, nhiều rồi. Nguyên tắc quá. Mà bao nhiêu năm? Chắc 5 năm rồi. 5 năm. 5 năm rồi mà sao không có mối tình nào khác? Dạ tại vì khi mà em quen bạn đã xong á thì em mới phát hiện ra là em có nhiều thứ để lo hơn. Nếu như mà em tìm được đúng người thì em nghĩ tuổi nào em sẽ kết hôn? Chắc theo phong thủy quá chị ạ. Phong thủy là sao cưng? Là tới tuổi thì hợp thì lấy, còn chưa thì chưa lấy. Tới Minh Trí, tình trường của em như thế nào? Nếu nói về mối tình sâu đậm thì em trải qua được 2 mối tình. À, tuổi trẻ tài cao ha. Em có quen được một bạn nữ ở Biên Hòa, ở quê em. Em cũng thường xuyên chạy Sài Gòn Biên Hòa về rất là thường xuyên. Nói chung là cưng lắm. Nhưng cái còn tầm đó đó 2 tháng chuẩn bị em bước vào kỳ thi thì cái là em không có về Biên Hòa nữa, tại tập trung em môn thi. Thì tối đó là điện thoại em là 4-5 cuộc gọi, bạn em gọi thấy bạn gái mày đi với người khác kìa, bạn gái mày ngồi xe ôm eo ai kìa. Lúc đó em mới gọi em hỏi, em nói là sao đi chơi với ai mà ôm eo đồ hạnh phúc vậy, thì xong vẫn chối là bạn. Thì em mới nói là thôi chuyện để sau rồi nói. Thì cái là bạn gái em chia tay luôn. Rồi cũng chưa giải quyết rõ vấn đề là bạn hay là bè hay là... Vậy là rõ rồi chứ còn gì nữa không rõ. Đó là mới đầu à, mối thứ nhì. Thì là 1 năm sau đó là, đó là người đó là bạn thân của em. Quen cũng được 6-7 tháng thì nhưng mà tụi em bị một cái là tụi em suy nghĩ của tụi em không lúc nào kiểu bất đồng quan điểm á. Thì xong rồi một thời gian thì cái là tụi em cũng chịu hết được thì tụi em dừng lại nhưng vẫn là bạn, vẫn là bạn bình thường. Chưa mất bạn hả? Dạ. Còn chờ gì nữa? Mình hãy bộc bạch một chút xíu về chuyện tình cảm của mình đi chứ. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Hồi còn đi học á thì em có thích đơn phương một người. Tình đơn phương? Lúc đó lớp mấy? Lớp 8. Lớp 8. Chị thấy em cũng dễ thương xinh xắn mà hồi đó giờ chưa có mối tình nào. Nguyên nhân gì? Lo làm phụ bố mẹ về lo học á. Vậy thì em có để ý xung quanh mình có những cái vệ tinh hay có những ai mà người ta cũng đơn phương thích em không? Dạ cũng có. Vậy là do em khó tính? Dạ em thấy là không phù hợp. Tiêu chuẩn của em sao? Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. Vóc dáng mẫu mã cao hơn em là được. Em cao mét mấy? Em cao 1m65. Trời ơi cao dữ vậy hả? Với lại có công việc ổn định, không hút thuốc. Hai chàng trai bên này mình có ai hút thuốc không? Dạ không luôn. Có không cưng? Có. Có, rất thật thà. Mẫu người của Chí thích sao Chí? So sánh nhẹ nhẹ cô có trùng khớp nhau không? Em thích bạn gái em suy nghĩ chín chắn, độc lập, cá tính. Bóc dáng, gương mặt, mẫu người lý tưởng như thế nào? Em thì thích mẫu người kiểu ốm á chị. Thì mỹ nết na là hiện đại, cổ điển. Cổ điển. Cổ điển. Dạ. Có thể ngồi đi phượt cùng em. Dạ. Cổ điển thường ở nhà nấu cơm giặt giũ không ai đi phượt ngoài đường hết trơn. Em nói cổ điển là cái cô thời trang mặc đồ nó kín đáo chút ha. Dạ. Vương, mẫu người lý tưởng của Vương là như thế nào? Anh chàng cái đó. Mẫu người lý tưởng của em thứ nhất thì có thể là về chiều cao thì ngang bằng em hoặc là thấp em một xíu. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 74. 74 rồi. Thứ hai thì suy nghĩ trưởng thành và chín chắn và biết chăm lo cho cái bản thân mình nhiều hơn. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Nhưng mà nói chung cô ấy cũng phải có cái tính tự lập, tự lo được cho bản thân đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi. Nãy giờ người phụ nữ đã im lặng và lắng nghe không á ta. Mẫu người của em về cái vóc dáng thì cao, đô con tí nhưng mà đừng có muối. Tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống nghe muối, không có muối. To con bự. Cao, đô con. Một muối.
Với lại bạn đó trầm tính, nói chút xíu. Tại vì em nói rất là nhiều, lâu lâu cũng có một chút nguyên tắc nữa. Nên là khi mà lỡ mà hai đứa cãi nhau á, cái em cũng nói, cái anh cũng nói, cái hai đứa nó qua nó lại chắc nghĩ luôn. Em cũng cần một người là kiểu phân định được là đâu là em gái mây, em gái mưa, em gái nắng, em gái bão gì đó, phải phân định ra. Có không? Vương có em gái mưa, em gái mây gì không? Dạ không. Trí có em gái mưa gì không? Dạ không. Chứ tôi sợ là đúng là mấy ông bây giờ hay có cái màn có em gái nuôi, em gái mưa rồi ha. Bây giờ họ nhà trai, họ nhà gái ngồi dưới rất là đầy đủ, rất là đông đủ. Rồi ưu tiên cho bên nhà gái trước. Chào mọi người trong trường quay, em là bạn đồng nghiệp của Jay. Jay hả? Jay là tên? Dạ, biệt danh. Ờ, biệt danh. Jay có ý nghĩa gì? Bạn nữ là Jay, em là biệt danh là Joy. Ui vậy hả? Dạ. Rồi Jay là cái gì mà Joy là cái gì? Dạ, Jay là tên tiếng Anh của em thôi ạ. Rồi liên quan gì em đâu mà em ghép vô giống em, Joy. Thì em thấy cái Jay với Joy. Dạ đúng rồi, chứ Joy là Jay. Chi... Jay chép nó mới giống nhau. Jay với Joy đâu có giống. Ông Joy bằng giống là chị à? Rồi, nói tiếp đi em gái. Em thấy là hiện tại là mỗi bạn đều còn khá là ngại. Em cũng chưa có phân định được là ai là sẽ phù hợp với Jay. Nhưng mà sau một hồi suy đi ngẫm lại thì em thấy là anh ghế đỏ là kiểu như là một người cũng trưởng thành. Và nói là hồi nãy anh có nói là sẽ chiều bạn gái, thì với những cái tính khó tính rồi đặt ra nguyên tắc như Jay, thì hai bên em nghĩ là sẽ lắng nghe, chịu khó chia sẻ thì sẽ bền, khá là bền. Tính của em thì em rất là chiều người yêu và em rất thương người yêu. Tôi là chú họ của bé Uyên. Thực ra bé Uyên nó khó tính thì còn phải như đâu. Do là bé làm, do thích làm ăn quá, nó chủ tâm vào công việc nhiều, tình duyên nó chưa có đến. Còn nói về tình cảm á, thì thôi để cho từ nhỏ nó quyết định. Chú thích đứa nào hơn? Theo chú thì ghế ai nó chọn đi. Màu xanh thì màu xanh nó đỏ. Chú nói vậy đi. Rồi, cảm ơn chú. Tới bên nhà trai nè. Thì em là người nhà của bạn Trí. Cho em hỏi bạn ghế đỏ, bạn nữ ghế đỏ chút xíu là em có ngại nếu như mà bạn trai của mình nhỏ tuổi hơn mình không? Nhỏ nhiều không ạ? 1 tuổi. Chắc cũng không sao. Sao? Thì Trí ơi, từ nãy tới giờ là chị thấy từ phong cách cho tới cái nói chuyện và tính cách thì chị nghĩ là bạn ghế đỏ phù hợp với em nhất. Theo quan điểm của anh á, là có cái bạn Uyên tóc ngắn này nè, dễ thương. Đó, rất là phù hợp với em, anh nghĩ là vậy. Theo con mắt nhà nghề của mình là vậy. Trời ơi, con mắt nhà nghề. Đó, tôi thích vậy đó. Tôi thích người nhà đi theo là phải cho cái ý kiến đó là chính xác. Nhưng mà vậy là khó cho hai chị em mình. Khó cái gì? Khó hai chị em mình hơi chéo chéo nhẹ rồi. Kệ đi, thôi nè. Mình coi nào được nước thì mình đẩy thuyền rồi, thôi. Rồi, vậy đi hai chị ha. Úi da, úi da. Qua chia sẻ nãy giờ em thấy thì hai bạn đều có cá tính. Bạn ghế đỏ thì một người rất là kiểu như là rất là chững chạc. Anh chọn thì anh có thể chọn bạn ghế đỏ. Dạ, nói nghe nè mấy em, mặc dù nãy giờ ở dưới ý kiến người thân là như vậy, mình nghe mình tham khảo thôi. Bây giờ lúc này mới là quan trọng. Mở cửa trái tim nha quý vị. Wow. Tự nhiên tôi thấy tôi bị điện giật á. Bắn qua bắn lại cái tôi bị giật á. Chị đạp vào dây điện, chị đạp vào dây điện. Tôi thấy giống như nó lạnh, giống như có cái gì nó truyền qua. Rồi sao các chàng trai của tôi? Khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ là một tiếng sét tình. Áo đỏ nào? Áo đỏ nào? Cái gì? Bạn... Vâng, em xin lỗi. Áo đỏ. Áo đỏ là chị Tường á. Dạ. Yeah. Áo đỏ nào? Dạ yeah, em xin lỗi. Em xin lỗi mà là em xin lỗi bạn nữ. Là bạn ghế đỏ, ghế là đỏ, khi mất của em đỏ. Là tiếng sét tình định vào trong tim rồi. Liền luôn hả? Liền luôn chứ không thể. Bởi vậy anh chàng này hay lắm, liền tay không nói gì luôn, để qua dằn mặt cái xong đi về luôn. Không anh, khi mà em gặp bạn nữ, nói chung là khoảng 4 năm em chưa yêu, nói chung là lần cũng như lần đầu tiên là em yêu, nói chung là em cũng tìm một người mà bạn gái, nói chung là em rất là run. Phải bình tĩnh nha, phải bình tĩnh, phải định thần lại nha. Hít thở em, hít thở em, hít thở. Nè, người đàn ông bên kia người ta im lặng cười cười nãy giờ kìa. Cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa mở ra như thế nào? Cũng có điện giật á chị. Giật có hơi, điện hơi, giật hơi mạnh, sắp bung tim em luôn. Sắp bung tim luôn rồi. Cảm xúc của hai em gái đi. Em thấy hai bạn nam rất là dễ thương. Một bạn thì trông trẻ, một anh thì trông già. Chững chạc. Chững chạc. Em thấy cũng bình thường. Tại vì đối với em thì hiện tại bây giờ là gia đình là trên hết.
nên là khi về lại công việc của em á, được tiếp xúc rất là nhiều anh trai, nên là em cũng chỉ lo là khi nếu mà có tiến tới thì họ sẽ không có thông cảm được cho công việc của mình. Với lại một cái nữa là em cũng hay quạo á, khi mà quen nhau mà cứ phải suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin anh ơi, em ơi em đang ở đâu, ăn cơm chưa, làm gì vậy? Ừ thôi em làm đi là thôi. Em cũng giống bạn là em cũng không thích nhắn tin chịu quá trời lắm. Nhưng mà em cũng giống như bạn này, em không thích nhắn tin, thà em gặp trực tiếp. Rồi không lẽ không thích nhắn, không thích đồ là đi nửa tháng tuần lễ rồi liên lạc, không liên lạc với nhau? Dạ có chứ, vẫn phải liên lạc qua, giống như là mình sẽ gọi video call hay là gì đó. Bây giờ vậy nè, để cho các bạn có cái sự tiếp xúc đi, đạt cho cái sự va chạm nhẹ nhẹ một chút xíu, cảm nhận nhau một xíu. Bây giờ ưu tiên em đúng rồi đó, tại vì em là người mà chưa có cảm xúc gì hết trơn. Em qua tặng là xong, em xin nắm tay hai anh luôn để em coi có anh nào truyền điện cho em không. Em tặng anh ạ. Rồi tặng đi, tặng rồi xong rồi. Dạ em tặng anh ạ. Hai đứa nắm tay nhau 30 giây nhìn nhau. Mở lòng ra đi, có gì đâu. Trời ơi nhìn tôi chi, nhìn ảnh á. Anh tên là Trí, nãy anh đàn cho em hát đó. Giờ gió đông lạnh giá lắm, cứ yên tâm còn anh và nắng vàng. Nhìn đi coi có miếng cảm xúc nào chưa. Được chưa, cảm nhận được chưa? Được chưa? Rồi. Rồi xoay qua tới anh này. Đó, nắm tay nhau, nhìn ảnh chứ đừng nhìn nói tôi. Nói chung là em đừng có ngại về cái việc nắm tay hay không. Thì anh nói chung là rất là thoải mái về việc nắm tay. Nói chung là anh thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Ồ, cái hương gái. Anh rất khó gặp gái, rất dễ. Rồi, tới phiên Jay. Em qua nắm tay. Thôi cái này làm giống như mình là bắt tay với đồng nghiệp rồi. Giống như là một người, hai người bạn thân thiết với nhau, thì mình phải nắm tay để sao cho tình cảm hơn, tình cảm hơn. Dắt tay đi nhau đến hết đoạn đường này. Mặc dù cũng hơi rung hơi liếu biếu chút mà nói cũng ngon lành lắm, thành câu thành văn lắm. Sao tay anh lạnh quá vậy? Nói đi chị. Thật ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn để mong. Về chỗ đi, chà tôi thấy bên đây có cái màu máu me tranh đấu ở đây quá nha. Chị Tường, anh Đại cho em xin nói. Nói đi, thoải mái. Có nghĩa là không phải là em hướng với bạn ghế đỏ nhiều hơn hay ít hơn, nhưng mà trong của em thì em đều hướng về hai bạn. Nhưng thật sự trong tâm em đang có một cái vấn đề suy nghĩ. Suy nghĩ cứ giải đáp. Nếu mà thật sự phù hợp với em á, thì em sẽ chọn bạn ghế xanh. Lý do? Tại vì nếu từ đầu mà em chưa có bức tường, chưa có mở cửa ra á, thì em có chưa có biết hai bạn như thế nào, hai bạn nói chuyện như thế nào. Nhưng mà khi tới bạn áo xanh, hình như khi bạn cất tiếng hát lên đầu tiên thì em có một chút cảm xúc đối với bạn ghế xanh. Còn khi em không biết thì mới nãy khi nắm tay bạn nữ bên ghế xanh như thế nào. Nhưng mà khi em nắm tay bạn thì giống như nó có một chút gì đó, giống như nó truyền lại cảm hứng cho em. Thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Nên nắm tay bạn ghế đỏ không có hả? Dạ có. Hồi nãy tôi đã nói rồi, dục tóc là bóc dục, chưa gì mở cửa ra sách bọc. Nè em ơi. Ok. Đối với tính của em là cái gì em làm được sẽ làm được, còn không thì thôi, chứ không có giống như là đánh nhanh thắng nhanh. Em đi chậm mà chắc. Chậm đâu chậm, nãy giờ tôi thấy đi lẹ quá, hàng tôi nói không lại luôn. Bây giờ tôi không hiểu ý muốn gì luôn. Bây giờ mình cho mấy bạn ấy thêm 30 giây nữa được không? 30 giây. Hãy bộc bạch 30 giây. 30 giây tự do, bắt đầu. Anh hỏi bạn áo xanh bên kia thì kia. Em áo hồng. Anh xin lỗi. Hỏi từ từ. Để 30 giây này là người ta không phải lùa. Không suy nghĩ luôn. Không có lùa nữa. Anh xin gọi hỏi bạn ghế xanh. Thì cái quan điểm của em là cái về chủ đề mà ví dụ như gia đình, tình yêu, cái nào đặt quan trọng hơn? Em nghĩ là cái gì nó cũng phải cần có thời gian á. Mình nên tìm hiểu, nếu mà hợp thì mới bắt đầu tiến đến được. Cái câu nói của em là nó đúng với ý của anh luôn. Cho em hỏi bạn ghế đỏ là bạn thích đi du lịch không? Dạ có. Có thích đi phượt không? Dạ có. Em hết hỏi rồi, em hỏi đó. Hai bạn gái. Em muốn hỏi là nếu như mà trong một cái tình huống là khi mà xung quanh em có quá nhiều người con trai, và đương nhiên là tụi em vẫn có thể
khẳng định được là ai là bạn trai của mình và ai là đồng nghiệp của mình. Nhưng mà kiểu công việc của em phải thường xuyên tiếp xúc với họ như vậy thì các anh có... Thì như hồi nãy mình cũng có nói là chỉ cần nói rõ cho mình biết là người đó là ai, phân biệt rõ ràng. Nhưng thì... mà tại vì em, theo như em được biết á, là công việc của em á là không ai thông cảm được hết á. Nên là có giải thích thì cũng như vậy thôi. Được làm bạn trai của em thì sẽ có được sự ưu tiên gì khác với là những người bạn thường của em? Em nghĩ là em sẽ có một cái phân định rạch ròi với bạn trai và bạn đồng nghiệp. Phân định như thế nào? Như là em sẽ quan tâm hơn cho bạn trai em. Còn những người khác họ còn muốn ấy nữa thì... thì em sẽ... ấy ra thì... ấy ấy... đấy là tại vì em nghĩ là em sợ là tụi em quen sẽ bị chán á, tại vì cứ không nhắn tin suốt thì không có connect với nhau được thì nó... em à, em đã làm nghệ thuật rồi, trái tim em phải nhạy cảm, em phải biết cách làm cho tình yêu của em nó phải thăng hoa và đầy màu sắc. Chưa yêu mà sao tình yêu nó chán được, tình yêu nó đẹp lắm em. Trời ơi, chị 44 tuổi mà chị yêu như gái mới yêu lần, yêu như gái mới yêu lần đầu. Trời ơi trời, làm gì có cái chuyện mà tình yêu mà nó chán. Nó chán là chị, trừ khi em không có yêu, tình yêu em nó nguội lạnh nó mới chán, phải không mấy em? Bây giờ đến thời phút và là thời khắc quan trọng nhất rồi. Chúng ta hãy lắng động lại một chút xíu. Nếu mình cảm thấy đủ đông đầy, mình hãy mạnh dạn đưa ra cái quyết định. Mỗi chiếc ghế đều có hai cái nút, màu đỏ và màu xanh tương ứng với người ngồi trên cái ghế đó. Bạn thích người nào, bạn có quyền bấm chọn người đó. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay vào nút bấm của mình. Và đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Đây là khoảnh khắc quyết định. Các bạn có 5 giây suy nghĩ và bấm nút lựa chọn. 5 4 3 2 1 Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi xong luôn chị. Em thích một người trưởng thành, hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Thật ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn nữa mà. Em thì chưa có mối tình nữa đó. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống. Nên là em thấy mây, em thấy mưa, em thấy nắng, em thấy bão gì đó, phải phân định ra. Bấm. Cái này không sáng đèn. Hỏi coi em có bấm không vậy? Không bấm hả? Vẫn cương quyết khó tính không bấm hả em? Em chưa cảm nhận được. Không cảm nhận được ai hết hả? Dù là cô ấy không bấm nhưng chúng ta vẫn có được một cặp đôi. Đó là cô gái ghế màu đỏ và anh chàng ngồi ghế màu xanh. Ôi trời, hai người quà để dành, dành... quà để dành cho nhau luôn hả trời. Cái này là tại vì em là rất thích đọc sách và chơi thể thao, nên là hy vọng là có thể cùng anh cuối tuần không rảnh rỗi mình gì cuối tuần không rảnh rỗi cuối tuần rảnh rỗi mình sẽ đi đọc sách, hoặc là mình làm một trận bóng chuyền cũng được. Nên là đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích, nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê ghê dữ không, nãy giờ ngôn tình không à. Nắm tay nhau đi hai bạn. Quý vị ơi, một nụ hôn đầu tiên kỷ niệm. Giờ mời hai bạn lên đây cưng. Rồi, lên đây. Đây. Em xin anh Đạt với chị Tường cho em xin nói một câu ạ. Em không biết là bạn nữ có khó tính như thế nào, nhưng mà nếu được thì em sẽ dành một cơ hội, anh sẽ xin số điện thoại và Zalo của em để các bạn bên mình nói chuyện và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Có thể là ngày hôm nay ở đây chưa bấm nút, nhưng mà về từ từ để em rồi. Sẽ có điện. Được không? Lát cho anh cái cơ hội sau chương trình nha. Thì em cũng xin bắt tay bạn nữ một cái. Tụi bắt tay chị. Em cảm ơn chị, bắt tay chị và bắt tay bạn nữ. Duyên thiệt.
Và bây giờ thì chương trình sẽ gửi tặng cho cặp đôi đã bấm nút hẹn hò với nhau mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Và hy vọng các bạn sẽ sử dụng chiếc điện thoại Realme này để liên lạc với nhau, trò chuyện với nhau, chụp thật nhiều ảnh đẹp cho nhau luôn, và chia sẻ những khoảnh khắc mà chương trình, và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ này nha. Đây, dành tặng cho hai bạn. Rồi, chúc mừng hai bạn. Em đây, tặng cho bạn chiếc điện thoại. Cho bạn chiếc điện thoại luôn, ra xin số điện thoại Zalo gì của nhau để hồi liên lạc nha. Và bây giờ thì chương trình sẽ tiếp tục gửi tặng cho các bạn. Đây là We Well Cool, là nước uống thuần thảo dược giúp thanh nhiệt, hỗ trợ thải độc gan và tốt cho sức khỏe của các bạn. Này, đây, để lên. Đây, nha. Lên luôn. Rồi. Và bây giờ thì nhãn hàng bột giặt John 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1, sẽ tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt John. Đây. Đây, em cầm cái này qua bên kia anh chị. Đó. Rồi, để luôn, cầm bên đó. Đây đẹp luôn nè em. Đẹp vô luôn. Quá mà. Kính thưa quý vị, và nếu như cái cặp đôi mà đã bấm nút hẹn hò ngay chương trình mà chúng ta tiến đến hôn nhân thì sẽ được tặng 1 năm sử dụng bột giặt John nha quý vị. Kính thưa quý vị, hãy đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Kính thưa quý vị, hãy nhớ đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào khung giờ rất quen thuộc 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media, và nhớ đón xem vào tuần sau quý vị nha. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho tất cả các bạn gặp gỡ và kết đôi cùng nhau. Chúc cho các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì tụi mình sẽ cùng nhau đi tìm thử xem các cặp đôi của chúng ta sẽ có những cảm xúc như thế nào. Bây giờ là nam trước nha mọi người nha. Hello, xin chào mọi người. À, chào bạn, bạn tên gì? Mình tên Lữ Minh Trí à. Thật ra thì mình muốn tìm một người bạn gái kiểu gọi là có thể chia sẻ được những thứ trong cuộc sống của mình. Thì thật ra mình không thích kiểu con gái hơi bốc đồng hay là suy nghĩ nông cạn quá thì mình cũng không thích lắm. Cảm giác hơi run. Ok, bạn muốn một cô gái như thế nào? Mình muốn một cô gái nói chung là không quá đẹp, biết yêu thương gia đình, và nói chung là một cô gái chăm lo được gia đình và chăm sóc được bản thân của mình là tốt hơn. Cũng khoảng 2 năm nay mình chưa có người yêu nên là cảm giác giống như là mình mới bắt đầu yêu vậy. Cảm xúc sao? Hồi hộp không? Chuẩn bị lên nè. Dạ không hồi hộp một chút nào ạ. Cái đó thì thái độ tự tin coi. Yeah. Em thích một người trưởng thành. Hành động nhiều hơn là hành động nhiều. Nếu mà có răng khỉnh hoặc là mà đúng thì càng tốt. Các bạn ơi, có lẽ như bây giờ là một niềm vui rất là lớn khi mà vì trên sân khấu của chúng ta các đã có một cặp đôi được hoàn thành. Và các bạn nhìn thấy không, cặp đôi của chúng ta rất là đáng yêu luôn và vô cùng dễ thương, trai xinh gái đẹp ha. Mặc dù là cô gái ấy nói là chỉ cần ở một cái tiêu chuẩn bình thường thôi, nhưng mà bây giờ thì đã có được một chàng trai hơn cả sức như ý cũng mong đợi. Thì ra hôm nay em rất là vui bởi vì lúc mở cửa ra thì lại cảm thấy bạn rất là hợp gu với em. Cho nên là mừng là bạn ấy đã chọn em. Được giới thiệu người đây đâu rồi? Cất rồi ạ. Dạ, cất rồi. Cảm xúc của Jay khi mà bấm cái nút đó như thế nào? Cảm xúc của em khi mà bấm cái nút đó thì em nghĩ là chắc là anh này ok rồi đó. Vô rồi đó. Bấm chéo đúng không? Dạ đúng rồi. Tại sao mình không lựa chọn cái người bạn của mình được chọn? Tại vì em cũng có nói là cái gu của em không có thích người nói nhiều, trầm tính một tí xíu. Tại vì em nói nhiều mà em năng động lắm nên là lâu lâu còn bị tăng động nữa. Nên là cần phải một người điềm tĩnh để control em lại được. Tại em, bản thân em là người trầm tính thì em lại thích một cái người nó trái ngược với mình hơn. Nếu như hai đứa cùng trầm hết thì em nghĩ chắc nó cũng sẽ chán. Cho nên là em khi mà thấy Jay nói như vậy, rồi lúc mà nhìn thấy Jay nhìn trông thì cũng rất là năng động rồi nữa, thì lúc đó là em thấy là em sẽ chọn bạn. Dạ đúng rồi. Đối với em sách rất là quý và cái cuốn này em rất là thích, nên là tặng cho anh để làm kỷ niệm. Anh cũng rất thích đọc sách và ra bó hoa hôm nay anh chuẩn bị thì em thấy hơi tiếc bởi vì nó không đẹp bằng em. Ghê.
Em nhìn em rất là nhìn người rất là hay, tại vì khi mà em nhìn các bạn nữ bên kia thì có một khuôn mặt rất là khác nhau, rất là khác lạ. Thì khi em nhìn khuôn mặt bạn này thì nói chung là em cảm thấy nó rất là thoải mái hơn. Nói chung là khi bạn cất tiếng hát chưa mới rèm cất tiếng hát thì em đã có ý định rồi. Vậy thì cái điều mà để cho hai bạn nhớ nhất trong chương trình ngày hôm nay về nhau là gì? Em nghĩ là cái đoạn mà qua cầm tay để cảm nhận á. Trời ơi, nhìn tôi chí, nhìn ảnh á. Anh tên là Trí, nãy anh đàn cho em hát đó. Nhìn đi coi có miếng cảm xúc nào chưa? Được chưa? Cảm nhận được chưa? Được chưa? Rồi xoay qua tới anh này. Đó. Nắm tay nhau, nhìn ảnh chứ đừng nhìn nói tôi. Nói chung là em đừng có ngại về cái việc nắm tay hay không. Thì anh nói chung là rất là thoải mái về việc nắm tay. Nói chung là anh thì tính anh rất là khó, nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ, rất là chiều chuộng. Ồ, cái người gái anh rất khó gặp gái, rất dễ. Nó cũng kiểu để kiểu xác thực được là mình có cảm giác với một trong hai người không. Nó cũng hay. Ý là tính em thì cũng hơi ngại với rụt rè á, nên là cái lúc đấy kiểu nhanh quá nên là em cũng với lại em cũng khó tính á, nên là chưa có cảm giác gì hết. Ok, thôi sau này mình sẽ mở lòng ra hơn nha. Còn bạn thì đối với em cũng là cái nắm tay. Thì khi mà cái nắm tay của quan nữ cầm sẽ có một cái gì khác lạ đối với lại đối với em. Tại vì em đã 4 năm nay chưa có một cái mối tình yêu nào hết, nên đôi khi nó sẽ hơi khác lạ một xíu.